thang này, nhiều thang thế. Đông năm nay ấm rồi Tuân ơi, nhiều quá. Từ từ bình tĩnh đã, hơi những con người bội bạc kia ơi. Trước khi các bạn kéo xuống và đấm liên tục vào lũ dislike hay là buông ra những lời chó má chỉ vì tiêu đề có chữ Minecraft thì từ từ nghe tôi giải thích đã. Tôi biết Minecraft nó là một tựa game chịu nhiều tai tiếng ở Việt Nam. Nhưng mà lỗi đâu phải ở game đâu. Các cụ có câu như này này: yêu nhau cau 7 bổ 3, ghét nhau cau 6 bổ ra làm 10. Minecraft về cơ bản cũng giống như người yêu cũ của bạn vậy. Lúc đầu bạn kể về nó như một phép màu đến với cuộc sống của bạn. Sau này bạn kể về nó như một thứ hãm vô phương cứu chữa. Tôi biết. Nhưng không nên vì một cuốn sách có kết thúc buồn mà mong mình bị mù chữ, hiểu không? Đấy, tôi bắt đầu hành trình của mình tại nơi mà tôi gọi là Phanh Bướm Planet. Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua từng tầng mây rồi chiếu thẳng vào bảng mặt của tôi. Mẹ mày chói quá người lạ ơi! Xung quanh là tiếng chim ca ríu rít, đâu đó còn nghe thấy tiếng gọi của Perry. Dù chỉ vừa đặt chân lên hành tinh này 5 giây thôi là tôi đã biết được đây là một hành tinh chứa đầy sự hãm trong từng thớ đất. Mọi thứ đều hình vuông, mặt trời hình vuông, cây cỏ cũng vuông, bò hình vuông, lợn cũng hình vuông. Thế còn tôi thì sao? Perfection. Nói thật với lòng mình thì đây là lần đầu tiên tôi động tay vào Minecraft. Nhưng sự thiếu vắng về tri thức sẽ không thể cản được tôi trong việc xây dựng nên một đế chế cho riêng mình, hiểu không? Vương triều của tôi cần một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi là người ta sẽ biết ngay ai là người trị vì nó. Tôi gọi đó là đế chế mắc não. Giờ thì ngồi xuống nào cả lò nhà mình ơi. Tôi sẽ dạy các bạn cách sinh tồn trên cái vùng đất bị nguyền rủa bởi sự hãm lực này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là lấy gỗ đấm vào cái cây đi. Đúng, nghe rất thiểu năng nhưng lại cực kỳ thiểu năng. Đấm liên tục vào đừng lười biếng, có làm thì mới có ăn. Thế kỷ 21 rồi, đừng có mồm nói điều hay nhưng mà tay thì bốc cức, xấu hổ lắm. Không ai đủ đâu. Ok, bước tiếp theo sau khi có gỗ là phải làm một cái crafting table. Để dễ bề liên tưởng thì cái này nó cũng giống hệt như sách giáo dục công dân của bạn vậy. Bạn biết là bạn có thể làm được nhiều thứ với nó nhưng mà áp dụng được vào thực tiễn hay không thì chả có bao nhiêu. Suy cho cùng thì cũng chỉ cần một cái búa và một cái cuốc chim, thế là đủ rồi. Trong quá trình làm nhà, tôi đã kiếm được cho mình một người bạn đồng hành, một con lợn hồng đáng yêu. Tôi gọi nó là Bi. Có thể nó đi theo tôi vì củ cà rốt, hoặc là do tôi quá đẹp trai. Hãy nghe theo tiếng nói nội tâm bên trong thay vì những lời ồn ào từ bên ngoài. Thế chắc chắn là do tôi đẹp trai rồi. Xong rồi, một căn nhà cấp 4 nhỏ bé tọa lạc bên hồ Văn Chương, bán vội cũng được 2 tỷ. Tôi tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, căn nhà cấp 4 của tôi sẽ sánh ngang với Vinhome Ocean Park. Úi dồi ôi, nhưng mà làm việc hăng say quá, trời tối rồi còn đâu. Vào nhà nào, đêm nay gió mùa về lạnh lắm đấy. Nhưng mà nhất định không được để thời tiết đánh lừa là mình cần người yêu, nghe chưa? Chết rồi, còn chưa làm giường nữa, sẽ là một đêm dài đấy. Và đói nữa. Thôi chết rồi, trên người có mỗi củ cà rốt cầm hơi thì làm sao mà qua được đêm nay đây hả Tuân ơi? Hay là... Bi ơi... Trong cơn buồn ị, buồn phiền pha chút bị cực do cái chết tự nhiên của Bi, thì tôi đã tìm thấy một cái vực ở ngay gần nhà tôi. Nhìn sơ qua cũng rộng ngang lần đầu của người yêu cũ. Ôi trời ơi! Ôi, không chỉ rộng mà còn sâu cơ. Ôi, rơi từ trên này xuống thì không chết cũng khó nuôi. Sợ thế! Nhưng mà chắc dưới đấy nhiều khoáng sản lắm. Thôi thì tàu ra đến bến còn chìm, cất ra tới đít biết kìm làm sao. Khoáng sản trước mắt không đào người ta đánh giá là hoang của trời. Thôi, có chết cũng phải làm dân chơi. Xuống nào. Rồi xong. Ây ạ, chẹo mẹ cổ chân rồi Tuân ơi. Ôi giời. Ui, dưới này nó là kiểu một mạng lưới hang động ấy. Ui, thế này thì nhiều khoáng sản lắm đấy. Đấy, khoáng sản này. Ui, thang này nhiều thang thế. Đông năm nay ấm rồi Tuân ơi. Nhiều quá. Đùa lại Creeper mày. Tao vừa giết một con ở cửa hang đấy, vợ mày à? Mày muốn chết cùng đúng không? Được. À, sao lại... Đùa mất sạch luôn. Không còn một cái gì về con số không luôn. Giờ ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Đời bạc giang lắm phũ vàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại vẹn không. Ây da, chẹo mẹ cổ chất rồi. Đây, quá nửa đời phiêu giạc thì cuối cùng tôi cũng tìm được đồ của tôi rồi. May quá không mất cái gì mà, nhưng bị bọn này nó mai phục kinh quá. Đông vãi đáy như kiểu cả da phải là chúng nó vậy. Trời ơi, chết đi. Chết đi, sống làm gì, chết đi. Nhiều sức sống thế, trầm cảm lên. Ơ kìa, đấy, dài thế. Đùa, vẫn còn à. Chết đi, chết. Ơ kìa, khổ lắm. Lại mày. Úi giời, hoa sơn luận kiếm chết cả võ lâm đấy. Chúng có zombie kìa. Đùa, vẫn còn con nữa. Tao muốn chửi mày lắm rồi đấy. Mẹ mày, Creeper hiện thân của khẩu nghiệp. Nổ đi, nổ đi, nổ. Rồi. Úi giời, ui đau thế.
Nào, 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 không bắn nữa, không bắn nữa. Bỏ cung xuống, bỏ cung xuống. Đâu, nào, anh, dừng. Chết, trời ơi, trừ 99 rồi. Vẫn còn con nữa. Anh ơi, bình tĩnh đàm phán đã, em là Hello Kitty mà. Em có mẹ già ở nhà, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối biển ngọt ngào. Con được về ăn Tết với mẹ rồi, hú hú. Mẹ mày lại mất đồ. Trời ơi. Quá tam ba bận thử lần cuối này. Tôi không tin là tôi không phá đảo được cái hang này nhá. Mẹ mày lại mày. Tao đã không còn là tuân của ngày trước nữa đâu. Nhá này, nhá này. Đấy, di chuyển đảo phách theo nhịp 24 dẻo vãi luôn. Ây da, bà già mày. Sau khi tôi thám hiểm xong cái hang, thành quả thu về là rất rất nhiều sắc. Đủ để ngay sáng ngày mai thôi, tôi sẽ có nguyên một bộ giáp sắc Gucci chợ Đồng Xuân và quần đôn chè cửa khẩu Lạng Sơn luôn. Bộ quái vật của cái thế giới này chuẩn bị tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế là vừa đi, nhá. The next day. Ui dồi ôi, mặc đồ hiệu lên người thôi mà mình cảm thấy mình giống con người rồi đấy. Tự tin hơn hẳn, ôi mình như kiểu Vũ Khắc Tiệp hôm nay mình đi cách ly, à nhập làm sâu ấy. Ơ có gì cơ? Các bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday, nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Câu hỏi của bạn Quang Minh Phạm à? Tên anh là Tuân à? Không em, tên anh là Tèo. Câu hỏi của bạn Hòa Trương. Sao anh lâu ra video thế ạ? Nói văng vẻ một chút thì là do khối lượng công việc khi làm một video nó rất là nhiều. Còn nói thô thì là lười. Câu hỏi của bạn Lucky Duck. Lucky Duck? What the fuck? Khi nào anh ra vít tiếp thế? Hôm nay. Câu hỏi của bạn Hùng Nguyễn. Anh ơi, anh đi học học giỏi môn văn không ạ? Môn văn thì chắc chắn là tôi không phải là top 1, nhưng mà chắc chắn là trong top 5. Câu hỏi của bạn tên gì đấy mà tôi không đọc được. Em học được rất nhiều thứ từ video của anh và thực sự thì nó giúp em thư giãn vì năm nay em thi đại học rất căng thẳng. Cảm ơn anh ạ. Chúc em đỗ được vào trường mình mong muốn nhé. Câu hỏi của bạn đẹp trai nhất vũ trụ 9x ship trừ đầm ông trời. Anh ơi, sao anh đẹp trai thế? Các bạn sai rồi nhá, tôi không đẹp trai mà cực kỳ đẹp trai, hiểu chưa? Sai rồi.